Quốc văn sẽ được dành cho anh, đó chính là ngày hôm nay đặt chân đến thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An và mảnh đất được mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt của cả nước, thì không biết rằng cảm xúc của anh giờ đâu như thế nào ạ? Thưa các cô anh chị, thì hôm nay Vinh đến với thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An thì có thể là ngay lúc ở đây là một cái thời tiết rất là đẹp và mưa đã ngừng. Tuy nhiên có cái cảm giác hơi buồn buồn một chút, nhưng mà Vinh đến với cái cảm xúc và một cái tâm trạng có thể nói là rất là lâu Vinh cũng ở tại đây, và Vinh cảm nhận thấy là nơi đây là nơi Vinh cũng tưởng nhớ tới người cha, vị cha già của dân tộc, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất tiếc rằng là thời gian không có, Vinh có thể không có cái thời gian để có thể ghé thăm quê hương của bác, nhưng đó là một cái cảm xúc, có một cảm xúc thực sự. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh. Vâng, thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi của anh Vinh thì chúng ta cũng đã biết mảnh đất nơi đây là một vùng đất địa linh nhân kiệt và nơi sản sinh ra rất nhiều các vị anh hùng, các vị vĩ nhân của đất nước, và cũng chính vì phẩm chất đó mà những con người nơi đây họ cũng luôn có một ý chí rất bền bỉ và vượt qua được những khó khăn, những khắc nghiệt của thời tiết để xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và câu hỏi tiếp theo mà em xin được hỏi anh, đó chính là hơn 2 tháng qua kể từ khi anh mang tấm huy chương vàng đầu tiên Olympic về cho đoàn thể thao Việt Nam, thì không biết rằng cuộc sống và công việc của anh có những thay đổi gì ạ? Có thể nói là sau 2 tháng sau kỳ Olympic vừa qua thì cuộc sống của Vinh cũng có nhiều thay đổi, nhưng chủ yếu là thời gian Vinh dành cho bắn súng và cho tập luyện rất là nhiều. Ngoài ra thì Vinh cũng làm công tác quản lý cũng như là cùng với đồng nghiệp chia sẻ những cái kinh nghiệm và những hướng dẫn các thế hệ vận động viên tập luyện tốt hơn. Bên cạnh đó thì Vinh cũng tham gia những cái phong trào, các cái hoạt động của xã hội và các cái chia sẻ đối với sinh viên, đối với các học viện nhà trường, để giúp cho các bạn trẻ cũng như là giúp cho mọi người có cái thêm tin yêu và thêm tự tin hơn trong cuộc sống. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh. Và không biết là quý vị ở bên dưới có muốn hỏi anh Vinh câu gì nữa không ạ? Vâng, thưa quý vị, chúng ta ở đây cũng đã được biết rằng kể từ năm 2016 thì anh Hoàng Xuân Vinh đã chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của Vinhudaphone. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý vị ở phía bên dưới được biết là cơ duyên nào đã khiến anh trở thành đại sứ thương hiệu của Vinhudaphone ạ? Vinh cảm nghĩ là Vinh là một người con của miền Trung. Quê của Vinh là Đông Hà, Quảng Trị, một cái vùng đất có thể nói là khắc nghiệt với thời tiết và cũng rất anh dũng trong trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Và ở nơi đây thì có sản sinh ra những con người kiệt xuất, cũng như là giải đất miền Trung của chúng ta luôn phải chịu những cái đau thương mất mát, nhất là vừa rồi là đã có những cái trận khắc nghiệt về lũ lụt đã xảy ra. Và Vinh cảm thấy là Vinh muốn cùng với Vinhudaphone, và Vinhudaphone cũng là một cái sản phẩm của tập đoàn Bicasport và cũng là một cái thương hiệu vàng có lẽ là từ xưa nay đối với đất miền Trung. Và Vinh cũng mong muốn là cùng với Vinhudaphone để đóng góp và đem lại một cái cho mọi người một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, mà chúng ta cùng để giữ được cái giá trị thương hiệu. Vâng, thưa quý vị, với những chia sẻ của anh Vinh thì quý vị cũng đã được biết đúng không ạ? Mong muốn rằng niềm tự hào miền Trung sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người, và đặc biệt hơn nữa cũng mong muốn sẽ góp thêm một bàn tay của mình cùng với Vinhudaphone, với các sport Việt Nam để góp phần vào sự phát triển toàn diện hơn cho mảnh đất miền Trung của chúng ta nói chung và sự phát triển của cả nước nói riêng. Kính thưa quý vị, và bây giờ đây thì chắc có lẽ rằng quý vị cũng rất là muốn anh Vinh sẽ chia sẻ thêm, là không biết rằng cảm nhận của anh Vinh về Vinhudaphone như thế nào, anh có thể chia sẻ với tất cả quý vị được không? Thực ra thì Vinh có rất nhiều lần đi qua miền Trung, qua các tỉnh, và Vinh cũng được thưởng thức Vinhuda và cái hương vị cũng như là đặc trưng của Huda hoàn toàn khác các cái nhãn hiệu khác, và cái cảm giác của mình là
có cái gì đó nó cái hương vị rất là dễ chịu. Và nói đến Hoola Gold thì có thể nói là một cái sản phẩm mới, tuy nhiên là cái độ đậm đặc và độ nồng của cái hương vị cao hơn. Nhưng mà Vinh nghĩ là đối với một cái sản phẩm như vậy thì rất nhiều cái cảm giác của Vinh là muốn được thưởng thức và cũng cảm thấy là hợp với cái hương vị đấy hơn. Còn thực sự là vừa qua thì Vinh cũng được vào tham quan nhà máy, và Vinh cũng rất là bất ngờ khi mà mình đã đi rất nhiều cái nước trên thế giới, nhưng mà thưởng thức nhiều các loại bia, nhưng mà có lẽ là lần đầu tiên được tham quan cái nhà máy mà tập đoàn Các Sữa Việt Nam tại Việt Nam, thì có thể nói là dây chuyền rất là hiện đại, và được thưởng thức những vị bia trong đó có thể nói là quá tuyệt vời. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh. Vâng, thưa quý vị, và một thông tin nữa mà chúng ta muốn sẽ được chia sẻ đến tất cả quý vị, đó chính là bia Hoola Gold được sản xuất 100% tại Việt Nam dưới bàn tay của những người dân, những con người Việt Nam, và nguyên liệu thì được nhập khẩu từ châu Âu và dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại tiên tiến từ Đan Mạch. Và một câu hỏi nữa mà em cũng sẽ được dành cho anh, hy vọng là anh sẽ tiếp tục chia sẻ để với tất cả quý vị quan khách có mặt phía bên dưới, là thưa anh, là những thành tựu mà anh đã đạt được nó trở thành một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người khi nhắc đến tên anh. Vậy thì anh có những điều gì nhắn gửi đến với thế hệ trẻ ngày hôm nay, và đặc biệt là đối với những người dành tình cảm cho anh? Trước hết là Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả người dân Việt Nam cũng như những người hâm mộ thể thao đã đồng hành và ủng hộ Vinh trong suốt một quá trình dài. Và điều hạnh phúc nhất là cái niềm tự hào mà Vinh đã giành được, đó là cái niềm tự hào dân tộc mà khi mà được đứng lên bục vinh quang để kéo lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Và có lẽ là Vinh suy nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều điều mà chúng ta phải gặp phải nhiều khó khăn, và mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà Vinh chỉ muốn nói một điều là chúng ta hãy vươn lên, chính những khó khăn đấy chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn và cần phải vươn lên hơn bằng ý chí và nỗ lực của mình. Và đừng bao giờ là chúng ta từ bỏ những cái niềm mơ ước của chúng ta. Điều đó là cái điều mà sẽ giúp chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn. Thưa quý vị, và đó chính là những điều mà làm nên thành tựu vàng. Quý vị thân mến, qua màn ảnh thì chúng ta có thể nhìn thấy Hoàng Xuân Vinh là một con người rất bản lĩnh, rất tài năng. Thế nhưng hiện diện trước mắt quý vị ở đây, ngay lúc này trên sân khấu, là một con người rất điềm tĩnh, rất bình dị và rất chân thành, đúng không ạ? Qua những chia sẻ của anh thì hy vọng quý vị cũng cảm nhận được điều đó giống như Phúc Văn ở đây. Và chúng tôi cũng sẽ được chúc cho anh Hoàng Xuân Vinh cùng với Hoola Gold, cùng với các bếp Việt Nam sẽ có thêm nhiều sự hợp tác hơn nữa để góp phần vào sự phát triển toàn diện của mảnh đất miền Trung, và sẽ lan tỏa được những tinh hoa, những giá trị tốt đẹp của mảnh đất miền Trung đến bạn bè trong nước cũng như bạn bè thế giới. Và sẽ được chân thành cảm ơn anh rất nhiều, và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Hoàng Xuân Vinh được không, thưa quý vị? Xin được cảm ơn tất cả quý vị, và xin được hẹn gặp lại anh ạ. Thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta cũng đã được lắng nghe những chia sẻ của anh Hoàng Xuân.